giới thiệu cho các anh em một số cái linh kiện để ráp cái thùng loa 3 tấc đơn hoặc là 2 tấc đôi ha. Đây là cái mẫu mạch HA862000 đó. Mình có thể sử dụng cho những cái thùng loa xách tay nhỏ gọn ha. Đây nhỏ gọn đánh rất là mạnh, rất là căng ha. Đây thì mình có thể sử dụng cho thùng loa xách tay 2 tấc đôi hai bên đó. Hoặc là 3 tấc đơn thùng đứng ha, nó có hai dạng. Đây là mẫu mạch nó có kích thước là 8.5 x 19 ha. Đây có 5V, mid-volt eco, bass chép volt, mid-volt nhạc ha. Bắt được Bluetooth nè ha. Thì đối với mẫu mạch này sử dụng bình ắc quy. Đây bên trong mẫu mạch này. Ngõ ra là một kênh ha, mình có thể lắp loa đơn hoặc loa đôi đều được hết. Thì đối với những mẫu mạch này mình sử dụng bình ắc quy, Đây mình đang kết nối với cái bình 7AH ha, 7AH, 7AH hoặc 9AH đều được hết. Chạy bình 12V. Đây lắp được micro không dây nè. Thì đã ráp được cái thùng loa 3 tấc á, thì mình phải cần cái bát 3 tấc, cái chung, cái chép ha. Nhiều anh em thì thích gọn hơn thì cái chung, cái bát, cái chép là được rồi. Đây mình đang lắp trên cái bát này, bát bằng vải này, bát cũng khá nặng này ha. Mình test cho các anh em nghe đánh có lực hay không ha. Đó cái chép 250 nè, cái lô chung nè, ok chưa. Rồi thì đây phần micro nè, micro nó có nhiều mẫu nè, hay là những cái mẫu mic bên mình âm thanh nó cũng khá là tuyệt vời đó ha. Hiện nay là có rất là nhiều mẫu mic, tuy nhiên là mình chọn những cái mẫu mic mà chất âm nó khá tốt quá ha. Thì ở đây mình các anh em nếu mà có thiếu cái gì thì mua cái đó thôi. Dù mình có lo rồi thì mình chỉ cần mua mạch, mua mic là được rồi ha, được không? Đây thì mình thử nhanh về cái tiếng echo cho các anh em nghe ha. Nè nhỏ lại chút ha. Thì đối với những cái mẫu mạch nhỏ này thì nó chưa có chống hú đâu, ha. Nên mình phải chỉnh cho nó hợp lý, lo mình chọn lắp cho nó hợp lý thì nó sẽ không có hú ha. 5 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
thì eco nó cũng khá tốt đó cái anh em. Rồi mình thử nhanh về cái phần nhạc cho anh em coi ha. Chuyển qua nhà khác thử lại ha, thử tiếp tục ha. Thay đổi nhiệt độ. Có. Em cứ mà đi. Ok, thì mấy anh em thấy là khá nhỏ ha, quýnh rất là lực ha, rất là uy lực ha.
Cái mẫu mạch này là sử dụng ICZ 862B, công suất là 80W ha, 80W. Đây mình đang thử trên cái loa màn giải nè luôn ha, thử loa màn giải nè, đánh cũng khá là lực ha, khá là lực. Thì mình đang thử là 3 tấc đơn, các anh em có thể là sử dụng 2.5 tấc đơn cũng được, hoặc là 2 tấc đôi cũng được ha. 2 tấc đôi thì mình nên lắp loa 4 ohm mắc nối tiếp ha, nối tiếp. Đây kết nối với TV nè ha, cộng kết nối LX nè, kết nối với TV nè ha. Thì mẫu mạch này nó có cái hay ở chỗ ngang đứng đều được ha. Đây. Nếu mà anh em nào mà đỡ đứng cũng được nè, mà đỡ nằm ngang cũng được, nó có nhiều cách đỡ nè ha. Cơ động ha, linh hoạt ha. Ok chưa? Rồi mình kết thúc video tại đây ha.